Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Mình là Hùng đây. Đến với bây giờ hôm nay mình cũng chơi tiếp tục cửa game trắng sông Hoài nha các bạn. Một con đầu tiên rồi. Đầu video mình xin chúc các bạn một ngày thật nhiều tốt đẹp nha. Hôm nay mình muốn chơi con rắn huyền thoại của mình nè. Làm sao chạy thoát tụi mình bắt rồi không có chạy cả. Quá dễ đó. Lỡ quá bị mình bắt nữa nha. Đó, chạy. Các bạn xem video nhớ để lại một like và được đăng ký ủng hộ mình nha. Mình cũng chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều. Mình sắp sửa có một sự kiện mới nữa các bạn, sự kiện ngày Valentine gì đó, sự kiện lễ tình nhân đó. 14 tháng 2. Hôm qua có bạn hỏi mình neo quà mấy, mà mình cái neo quà này là của mình là 107. Ngày hôm qua mình để 110, mà 110 mình nhớ cũng mãi mãi vậy thôi. Chứ cũng có giả lại nhiều bạn nói mình là chơi hack. Mình không biết mình hack chơi chỗ nào nữa. Tại vì game này mình chơi quen rồi bạn, mình chơi 5 năm, hơn 5 năm rồi. Đối với mình thì cũng hơi dễ dàng lắm, chơi lên top rồi cũng dễ, bắt sâu cũng rất dễ. Làm sao chạy được, một khi mình bắt là không có đường nào chạy cả. Bên đó có con sâu xanh bự đấy, lắp mình ra mình kiếm. Chất dài lắm, đi nãy giờ mình chưa gặp được cái đầu. Đây đây đây, chạy đó, chạy với anh.
mấy con sâu này nè các bạn, mà các bạn hiểu biết ý dễ bao dây nữa đó. Mình chặn cái đầu nó trước và nó sẽ quay vòng 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 đó, là chút xíu nó cuốn tròn lại là mình dễ gấp bao bao là dễ lắm. Mình đi chặn cái đầu chút xíu là nó quay lại. Là lúc đó là mình dễ dàng bao dây và dễ dàng bắt. Đây lên top 1 rồi nha. Qua đây luôn coi. Đi qua đường này luôn được không? Qua được, ok ok. Bắt con này nè mới được. Nhỏ quá. Từ từ. Đâu ra vậy? Tự nhiên chui vô đó. Mình tính qua cái đường đó, nó chui vô. Phải mình qua sớm rồi, chết rồi. Tiêu rồi. Phải mình qua sớm là mình đụng đầu rồi. Chứ bắt mấy con bự kiểu này nè, mình không có ăn được bao nhiêu thức ăn. Mấy con tầm chung chung á, là nó nhiều thức ăn, nó nhiều lên điểm. Điểm số nó cao, lên cao. Mấy con này bị tiêu diệt xong là không có bao nhiêu hết. Đó. Xanh có hai cái sừng rồi, rồi tiêu rồi. Tính ăn của mình thì dễ ăn đó, mình dụ cho vô kẻ này nha. Ồ, khôn, không vô. Cũng tiêu rồi, cũng chạy theo vô rồi. Gì? Thôi mình nói bye các bạn nha, chúc các bạn xem video vui vẻ. Hẹn các bạn lại clip sau nha, nói bye.